Ngập hầm ô tô. Đây là hầm của một tòa nhà. Ô tô đây, nước, mưa, cho thoát nước kém. Cơ bản nước xuống hầm sẽ có rãnh hút nước và thoát đi và hệ thống máy bơm để hút nước vào hệ thống thoát nước của thành phố. Chưa xử lý được thì ngập. Vì thế nhà xe nổi là một điều hay. Nổi 10 tầng. Bật điện cả tuần. Thuyết âm mưu cho rằng chủ đầu tư bật nhiều để cho nhiều căn hộ cảm giác là đã ở và hút khách. Nhưng nếu là của dân thì tắt đi. Vào lúc không dùng sẽ đỡ tốn điện. Tiền một vài triệu tiền điện cả tháng. View căn penthouse. Căn nóc thấy bầu trời, nhưng hôm nắng thì cũng chói. Dàn phơi nhá, lưu ý này. Mỏng manh quá, gió bay tùm lum. Kéo lên kéo xuống khó, cuối cùng không kéo nữa để nguyên, phơi.